và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NHI. Hôm nay thì Nhi sẽ review tất cả các sản phẩm son, phấn, mascara đang để trên bàn. Nhưng mà review lên mặt Nhi quá là bình thường, tại như con gái mà make up thì rất là bình thường. Hôm nay Nhi sẽ lôi một cái cục thí nghiệm, một cái vật thể mà không được sinh ra trên cuộc đời này mà mới được chế tạo ở NHI đây. Đây, đây là chị của Nhi, một người chị mới quay từ mặt của chị nam tính của Nhi. Đây, xin giới thiệu tất cả các bạn, người chị mới từ bên Ý Tà Lý Ài về, nàng tất tan. Chào mấy đứa. Chị của Nhi thì mới Việt Nam không có làm tiếng Việt, cho nên là chỉ ngồi im và chịu đựng thôi. Xin chào tất cả các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuyện nhé. Chị là chị của thằng Thành. Thằng Thành đâu rồi? Thằng Thành đi đâu rồi em? Nó biết chị về nên là nó đi toilet rồi. Nó đi toilet. Toilet. À toilet. Rồi vô đi em. Hôm nay em sẽ lôi chị ra, nắm đầu chị qua đây để thực hiện một cái công cuộc review mỹ phẩm của em. Rất là nhiều mỹ phẩm, đồ gì cũng có. Bây giờ em sẽ make up cho chị. Chị, em sẽ sửa, em sẽ sửa, đẹp. Em sẽ sửa nam tính lại. Rồi, bây giờ mình sẽ bôi kem lên. Oh no. Sao cái mặt có vẻ chịu đựng quá vậy? Bờ môi đang run. Bờ môi run run. Đây, em sẽ dùng cái bút mặt non này để bôi kem lên. Bôi đàng hoàng. Bôi đàng hoàng đi. Trời, sao chị nam tính một cách mà ghê quá vậy? Đây. Nhìn cái mặt có vẻ chịu đựng. Đây, đầu tiên mình sẽ đánh sóng mũi. Mũi cao, môi môi mỏng giống GD. Cho chị một vẻ đẹp cho mình nam tính. Nó vẽ một bên thôi, còn bên kia mình để mình so sánh. Cái mặt có chịu đựng hay rồi. Chứ lại mở mắt ra ba. Thì cứ mở mắt đi ba. Ô quên, chứ không lại mở mắt ra. Trời ơi, bê đê bấm máu. Hả? Cái môi giật giật run run. Đây em sẽ làm nửa mặt cho chị. Làm nguyên mặt đi. Cái gì mà nhịp nhịp giòi vậy má? Mấy cái mặt quá. Yeah. Giống cái cục cờ quá. Cho nó đều đi. Cho nó đều. Đều đều đi. Sao tóc của chị em nhìn em sợ quá à. Mới nuôi tóc ra. Mới nuôi tóc. Bởi vì chị có một vẻ đẹp lắm. Chị ơi, sao chị là phụ nữ mà chị có dâu? Mệt. Chị thích dâu. Cái giọng bị nam tính một cách kỳ cục luôn. Trời, chẳng bóng rồi. Trời dư quá trời luôn nè. Để em che cái râu của chị lại. Good idea. Cô ăn mẻ ngậm miệng rồi. Hả? Trời ơi quá trời. Không có chuyên nghiệp gì cả, lâu quá. Giờ chơi bứng rau không? Em bứng rau rất là chuyên nghiệp liền nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chơi quánh má hồng đi. Chơi quánh má hồng. Đây, em sẽ quánh cho chị một cái mặt hát tuồng của Việt Nam mình. Đánh nhẹ thôi. Chị ở bên ấy chứ đâu biết dân quá hát tuồng của Việt Nam đâu. Em sẽ vẽ chị một cái mặt hát tuồng. Trời ơi, con miếng này nó hồng ghê quá à. Thì đánh nhẹ thôi. Đánh nhẹ nhẹ thôi. Rất là nhẹ. Vẽ chị cái mặt mà hồng như mới bị quýnh xong vậy. Trời ơi, sao mà nó ngứa quá, nó trọng lên.
Mấy cộng là mấy cộng lông dừa á chị. Giống đi hát bội quá à. Cười lên chị, cười xưng cái mặt lên. Cái mặt cười không nổi. Giết tao luôn đi. Cái gì ơi? Cái gì mà dậm dậm mạnh quá trời dậm mà. Make up đó nhẹ nhàng. Đó. Bây giờ sẽ là tiết mục quét nhà. Quét nhà. Rồi, mai tóc chị. Ok, khẽ thôi đấy, Pacito. Tóc chị đi làm mắc tiền lắm. Mắc tiền ghê vậy đó. Bây giờ em sẽ... Để coi coi, cái mặt của chị bây giờ rất là nổi bật. Làn da trắng với lại một cái má rất là hồng hồng, rất là giống hết tuồng. Làm với cái mỏ giật giật nữa. Yeah, yeah. Tô điểm cái mỏ giật giật này cho chị. Đầu tiên là em quýnh son chị. Một cái màu son giống như màu máu vậy mới được quýnh gan xong. Đây là nghệ thôi, đây là nghệ thôi. Thôi. Chị không được chống lại nghệ thôi. Chị phải lên sân khấu nữa, chẳng quýnh đậm quá, nó tưởng khô bò nó đuổi. Không, lên sân khấu là phải nổi á chị. Người ta cũng thích. Để cái mỏ bình thường đi bạch nội. Đừng. Ở trên một màu, ở dưới một màu. Không có viên. Hay ở dưới sẽ là cái màu này. Ở trên màu đỏ, ở dưới màu. Ở dưới màu đỏ, ở trên màu hồng. Trời ơi bậm lên chứ giờ cái màu nhìn ghê quá. Đi hết son ý. Phải chọt siêu răng luôn rồi kìa. Bây giờ bà nói quá nó không lên màu luôn rồi. Đó bây giờ sẽ siêu răng rồi nè. Một cái môi lên. Trời em nhìn mà em không tin luôn á chị. Rồi nè rồi nè. Dạ em dạ em. Rồi hồi nãy mình quýnh màu đậm, bây giờ mình quýnh màu nhạt thôi. Lem hả? Chưa có lem. Mình sẽ đánh phối hợp hai màu. Chuyên nghiệp xíu nha. Ok. Màu hồng với lại màu đỏ. Màu đỏ nhạt thôi. Gì sao hoài vậy? Em phải đánh phối hợp. Chị đừng có cãi thầy, cãi thầy núi đè. Để cái mỏ bình thường thôi, nhìn cái mỏ mà hết bò luôn á. Màu hồng cánh sen, chói lọc. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Người đàn ông có râu đầu tiên trên thế giới này. Mày sai. Đàn ông là không có râu. Mày rồi người đàn bà có râu. Chúng ta chơi xử lỗi như trời. Một cái môi rất là gây xa. Chưa từng thấy nhân viên make up nào mà nói nhiều như vậy luôn. Đây giờ sẽ tới cái một cái thỏi son xịn nhất ở đất này. Dior. Màu bóng. Có nhiều màu trộn lại quá vậy. Lên sân khấu mà. Bây giờ mình sẽ quấn cái màu Dior bóng bóng này lên cái mỏ của bạn ấy. Đó. Có nhiều màu quá vậy em. Không, cái này chỉ là màu bóng mà chị. Tặng cho cái môi chị bóng bẩy cho có phần nhìn ngon mắt. Trời ơi, mở bụng lên luôn rồi kìa. Nó nửa bên bóng thôi. Chị còn thiếu gì nữa à, để coi coi. Làm mắt còn thiếu rồi màu, màu mắt, màu mắt. Ừ. Đó. Đánh mắt lên. Đầu tiên chúng ta sẽ quấn màu. Đây, chúng ta sẽ quấn một cái màu trầm thôi. Một màu trầm, chút màu đen đi. Mình chơi màu đen nó mới trầm. Đây, tiếp lên. Màu đen, thiếu ngủ hả? Màu sân khấu. Còn bên đây nó có màu gì đây? Màu nào cho nó đặc sắc chứ. Đặc sắc xíu. Màu này, thôi màu này lên hình nó không có nổi. Chị đang lên hình với em, chị phải nổi. Em sẽ quấn màu tím cho chị nha. Cái môi thì giống như mới bị quấn xong, còn con mắt thì giống như mới bị đục vậy đó. Đó, chúng ta sẽ xài màu tím. Trời ơi, cái này quấn nhũ được luôn nè. Đó, quấn cái quần thâm hết sâu vô. Thể hiện một cái sự là người phụ nữ sầu muộn. Đó, trời ơi, nó còn có nhũ vàng vàng nữa nè. Bên kia nào. Trời ơi. Em tưởng tượng sau cái video này mà chị muốn đi đâu chị phải tẩy trang. Cái mặt chị là không có được công chúng chấp nhận luôn á chị. Nhẹ thôi, đau quá. Sao cái giọng của chị được không vậy? Đó. Đau mắt quá.
chúng ta quýnh cho cái sự sầu muộn này. Chị phải yên tâm khi mà cho da cái bản mặt chị vô tay em. Mở ra thử nào. Wow. Mọi người phụ nữ có gì đẹp sầu muộn. Đúng là lương được đó chị. À, mới bên đây à, mình còn bên kia nữa. Còn full nắp mình chưa đánh. Giờ trời ơi là trời. Nhanh đi, giải xô. Ok, bây giờ sẽ tới màu trên đây. Cái tôi đứng màu đối lập. Rồi, đừng có nhìn, nhắm mắt lại. Không mà cứ nãy giờ cười hoài. Làm ăn sống nhăn đó chị. Đó trời ơi. Bỏ mấy chục triệu ra đánh cái mặt mà lâu mà cười hoài. Mấy chục triệu hay quá, chị cho em có 20 ngàn mà chị xào xào chị hoài. Em cho em quýnh phấn cho chị là phấn 2 triệu đó chị. Đó người phụ nữ hay nét đẹp sầu muộn. Rất là cải lương. Em sẽ make up cho chị một cái nét đẹp rất là Việt Nam. Đó. Trời ơi, người phụ nữ xinh nhất cuộc đời này trời ơi. Xong chưa? Nhắm mắt lại đi bà nội. Giống vậy bà mở mắt ra hoài nó mới đau quá. Bà để tôi bình tĩnh đi. Bà cứ run run hoài, tôi nhìn tôi mắc cười quá à. Đẹp xuất sắc. Bây giờ Nhi sẽ quấn màu nhũ lên đây. Chơi cái màu trắng này đi. Vừa đánh vừa vừa đo nha. Lên sân khấu là phải nổi. Thôi cái này đi. Đúng luôn cái này. Bây giờ ôi con mắt nó chưa đều, em phải đánh thêm một miếng nữa. Con mắt chưa có đều. Trễ xô rồi. Không có trễ xô đâu. Trời ơi, make up đâu, nó có lâu đâu. Đó, rồi quýnh cho nó đều chứ. Không đều ai chơi. Trời ơi, chết thế này ai chơi. Rồi thể hiện cái sự chi tiết chút coi. Chị nhìn lên trời em đó. Quýnh vô mắt nè. Hai đường. Một đường, hai đường. Ba đường, bốn đường rồi đó, trời ơi. Dễ đẹp quá là tuyệt vời. Nè bây giờ em sẽ quánh nhũ cho chị nha. Hay chưa? Em mới cắt tú trong phòng mà ngoài đường người ta còn cười được, có thấy không? Em sẽ quánh nhũ lên nha. Cái này có đau mắt không vậy? Không bạn. Đồ make up mấy triệu mà sao rồi đau mắt được. Đính lên nữa. Chị nhẹ nhàng kêu xa từ tốn. Tới bên kia. Trời ơi, không tin được có ngày tôi làm được vậy luôn á trời ơi. Ngứa mắt quá nè, ít thôi. Chị nói tí nữa em dọn nguyên cái bảng màu này vô mắt chị. Đó, trời ơi, người phụ nữ mở mắt. Người phụ nữ mang nét đẹp, rất là Việt Nam. Em sẽ chọn cái màu nâu này em quấn lên cái đường lỗ mũi của chị. Đừng có kê lên cái giò của chị, mỏi quá à. Bây giờ đây, em sẽ xài cái màu. Cho chị mượn tiếng coi thử mặt chị. Thôi không được, em sẽ xài màu mắt để đánh lỗ mũi. Đó, một cái sự mà rất là sàn lông. Ok. Đánh lỗ mũi mà đánh màu khoai môn, khoai lang gì vậy? Màu nâu mà. Tạo đường sống mũi. Sống mũi này rất là Việt Nam, đầy dừa. Một cái vùng quê đầy dừa, người ta nhìn vô cô gái này người ta sẽ nói á, cô gái này đến từ Bến Tre, tại vì sao sống mũi dọc dừa. Cười gì? Dọc dừa môi không? Tại có cái môi chiên ăn dừa. Ôi trời. Chị ơi, nó đẹp gì đâu. Chị lấy không? Em dọc cái bản màu vô trong mũi mũi. Bây giờ chưa, bình tĩnh nha chị. Bây giờ em sẽ làm một cái concept rất là kiểu tay, đó chính là người đàn bà có râu. Vậy em sẽ vẽ râu cho chị. Điên khùng quá. Không có điên khùng, em là chuyên gia thế giới. Chị không có được đánh giá em vậy. Bây giờ em sẽ chơi cái màu này đi. Em vẽ râu cho chị. Cuộc đời cũng có ngày hôm nay. Chị không ngờ, chị sống từ tuổi này mà chị có ngày hôm nay đúng không? Nhắm mắt lại đi chị. Cũng sẽ có ngày hôm. Phải nhắm mắt lại. Nhắm mắt chị, đâu có vẽ mắt đâu, nhắm mắt. Nhắm mắt mới cảm nhận được chứ. Trời ơi vẽ con, cái gì vậy? Con này em mua tiền tỷ đó chị. Em vẽ râu. Nó đôi cánh. Trời ơi xài son vẽ râu nè.
Xong chưa? Sắp rồi. Bây giờ mình còn thiếu gì trên khuôn mặt này nữa ta? Cái khuôn luôn rồi, cái mặt này là cái khuôn luôn rồi, chứ không phải là cái mặt nữa. Thôi, vậy là đủ sặc sỡ rồi. Tóc lại cho chị. Chuyển tóc lại cho chị đó. Vậy là kiếm xa. Trời ơi. Đó. Đây. Các bạn thấy một concept rất là thời sự, mang đậm phong cách Á Việt. Trời ơi, bà còn là mẫu nữa. Bây giờ mình sẽ lia từng chỗ một chỗ. Đây. Lia gì? Ok, bây giờ đã tới giờ chuỵ của bạn Thành Pate đi event rồi. Bây giờ chưa. Ai có nhu cầu mà make up một cái mặt sang chảnh mang đậm phong cách Việt Á này, hãy liên hệ lại lập tức nha. Số điện thoại 0123 2346 357 của Nhật Nghị. Rồi, các bạn nhớ like, share và subscribe đón chờ những clip mới của chuyên gia makeup nha. Được rồi. Em đang đánh khó cho cái mặt chị, nó đánh khó vào cái nền. Đó rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Bye bye mấy đứa.